Mọi người hãy đi theo ta. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vượt cạn. Sao lại có sợi dây ở đây? Tự nhiên sao lại có sợi dây ở đây? Sao vượt được? Thì vượt luôn chứ sao? Bây giờ quá được rồi. Bây giờ tới ai? Tới ai? Tới mày đi. Nhìn hoài chứ ngó chọt chọt hơi quá đi. Nổi. Ê chết. Quá được rồi. Hùi. Này, tại vậy ta? Bây giờ tới con. Quá được rồi. Ồ, mấy này nó hay dữ ta. Chứ ngắn vậy mà nó qua được. Bây giờ tới con. Trời ơi, qua sao khổ sở dữ vậy nè. Mấy đứa này cũng qua được rồi. Bây giờ tới ai? Ai tiếp đi? Ai hả? Ai bây giờ? Tới tôi đại á. Quá luôn. Dương. Thôi trở lại cho chắc. Được rồi, mọi người tránh ra. Để cho ta. Chỉ có sợi dây không mà làm thì ức. Thấy chưa? Thấy vua của mấy người chưa? Đó. Chân dài mà qua với hẹt à. Hư hạng hết mẹ. Thôi ghê quá. Rút. Chúng nó vượt xe.